Bên em Tuấn lại tiếp tục chào quý anh chị nha. Em nay lên cái mẫu máy Kansai sáng sang phải. Đồ lốt nữ nha quý anh chị. Sang phải có thun lốt nữ. Nay em lên con máy Shiroba sáng cho quý anh chị coi nha. Nay bên em tiếp tục lên máy để giao cho khách nha. Có anh khách ở quận Bình Tân đặt bên em con máy này nha. Rồi em Tuấn lên để giao cho khách ha. Đó. Một cộng thu. Thông số của cái lưng quần. 43. Đủ nè. Được chưa? Còn không đủ thì xíu cái này lại đây. Xíu cái này lại chút xíu là nó sẽ thông số sẽ đủ lại. Tức là dài ngắn là chỉnh được cái thông số. Tại cái mí đó là anh muốn là nó đưa qua rồi mà. Hiểu không? Nè em đưa qua rồi nè. Sát mí bên đây rồi nè. Rồi quý anh chị có nhu cầu đặt hàng máy Kansai sáng thì liên hệ bên em nha. Cái này khác cái này. Cái này nó khác một chút, cái bông của mình nó khác nè.